Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay, ô tô 360 chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C, đó chính là chiếc xe Mazda 3 quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2014, form là 2015 rồi quý bạn nhé. Quý bạn nhìn từ những cái phần ca lăng đèn này cho đến la răng, tất cả các thứ đây là ở form 2015 rồi quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2014 là model 2015, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này chạy chuẩn 7 vạn km rồi quý bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, và tất cả còn rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Vì những chiếc xe này là cá nhân sử dụng và không chạy dịch vụ, chạy rất là ít ạ, chạy từ năm 2015 đến bây giờ là tính ra là 6-7 năm rồi, nhưng mà chiếc xe mới lăn bánh có 7 vạn km thôi, cho nên là chạy rất ít, xe rất là đẹp. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 448 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 model 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 model 2015 phiên bản sedan, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, chạy 7 vạn km này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 sedan model 2015 này quý vị và các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn xem về cái phần ngoại thất, là cái phần thân vỏ của chiếc xe đấy ạ. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Đấy, nước sơn của chiếc xe rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Màu trắng ngọc trinh quý vị và các bạn nhé. Đấy, nhìn vòng quanh, đi một vòng quanh xe là chúng ta thấy là chiếc xe rất là mới, rất là đẹp này. Màu trắng ngọc trinh luôn quý vị bạn nhé, rất là đẹp. Sản xuất cuối năm 2014, chiếc xe được là model 2015 rồi và lăn bánh 7 vạn km. Dàn lốp cũng còn rất là đẹp đây quý vị bạn này. Dàn lốp này thì tất nhiên là chủ xe cũng đã mới thay rồi, rất là đẹp đây quý vị bạn này. Dàn lốp thay, chủ xe thay từ năm 2019 mà nó còn dày, còn mới như này đây quý vị bạn này. Đấy, rất là dày luôn. Từ 2019 mà thay mà còn dày còn đẹp như này thì chứng tỏ là chiếc xe này là chủ xe chạy cũng rất là ít quý vị bạn nhé. Đấy, cả một cái dàn lốp này là chủ xe thay năm 2019 này, mà rất là dày, rất là đẹp. 2019 đến nay là đã 3 năm rồi. 3 năm chủ xe thay, 3 năm rồi mà cái dàn lốp vẫn còn dày như này đây quý bạn này. Đấy, điều này chứng tỏ là chủ xe chạy cũng rất là ít chứ không chạy nhiều các bạn nhé. Đấy, cả một cái dàn lốp còn rất là dày. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị và bạn nhé. Đây là cái phần đằng sau thì là cái cụm đèn hậu này. Từ cụm đèn hậu cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Phía sau này thì xe cũng đã được trang bị cả camera lùi rồi. Đấy, ống bô này là chủ xe độ thêm một cái bô giả bên này nữa để cho nó thể thao, nó giống cái phiên bản Mazda 6 đấy ạ. Đấy, cái phần bên này là độ thêm thôi quý bạn nhé, phần dưới này là phần độ thêm này. Nhìn về bên ngoài thì là không có bị, chiếc xe này không có xước sát gì cả. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Và xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, đèn nổ tát tốt đấy ạ. Gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương. La răng đúc rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là mới luôn. Đây là cái phần đầu của xe đây quý bạn ạ. Từ những cái cụm đèn pha này cho đến đèn gầm, đèn xi nhan,
đều rất là mới, rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, đèn pha rất là đẹp, rất là mới này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả nên rất là mới. Nhìn về bên ngoài thì chiếc xe rất là đẹp rồi quý vị bạn nhá, phải nói là đẹp xuất sắc. Chủ xe đi ít mà lại giữ gìn thì chiếc xe nó mới được đẹp cứng cáp như này đấy ạ. Về phần ngoại thất thì rất là ok rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ của chiếc xe quý vị bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa phía trước bên lái đây ra cho quý vị và các bạn cùng xem. Đó, cửa trước bên lái này, keo chỉ đây, keo chỉ là chúng tôi cũng cam kết là còn nguyên bản quý vị và các bạn nhé, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Đấy, keo chỉ này còn nguyên và rất là đẹp. Ốc bản lề cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên hết luôn quý bạn nhé. Từ táp bi cửa này đều rất là mới, rất là đẹp này. Đấy, vô lăng cần số này đều rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Chiếc xe mới lăn bánh được 7 vạn thôi, lát nữa thì tôi sẽ vào trong xe, tôi sẽ bật lên cái đồng hồ cho quý bạn cùng xem sau. Này, nâng chỉnh đèn pha này, chống trơn trượt này, i-top này. Đấy, Mazda 3 thì trang bị rất là nhiều option rồi. Đấy, ghế da nguyên bản này, cửa nóc này. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Từ cái nội thất da cho đến tất cả những cái phần táp lô, táp bi đều rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Từ keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cánh cửa là còn nguyên bản hết này. Táp bi cửa rất là đẹp quý vị bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa đây cũng còn nguyên hết này. Nội thất phía sau thì lại rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, cái phần da ở phía sau này thì thưa với quý vị và các bạn, tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, đây là một chiếc xe mà tôi mua được của một cái chủ xe là một bạn nữ quý vị và các bạn nhé. Đấy, bạn nữ gia đình bạn có hai xe, anh chồng bạn ấy thì đi một chiếc xe to, xe 7 chỗ ấy, còn bạn ấy đi chiếc xe này đi làm, cho nên là phần đằng sau này là không có người ngồi mấy, cứ cuối tuần gia đình đi chơi thì đi chiếc xe 7 chỗ, còn chiếc xe này thì chỉ dành cho bạn ấy đi làm thôi. Đấy, từ những cái phần trần rất là sạch, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần táp lô, táp bi rồi những cái phần option phía trong. Đấy, trước tiên thì tôi cứ bật cái điện lên cho quý bạn cùng xem đã nào. Đấy, bật điện lên cho quý bạn cùng xem nhé. Về cái phần đồng hồ công tơ mét đây quý bạn này. Cái đồng hồ công tơ mét này thì tôi mua về là tôi cam kết với quý vị bạn là tôi không tua, chắc chắn là cái việc đấy, tôi cam kết là tôi không tua cái đồng hồ này nhé. Tôi mua về nó như nào là đồng hồ để nguyên như thế vậy ạ. Đấy, vô lăng này, vô lăng thì đã được tích hợp các phím điều khiển này, kể cả sang số thể thao trên vô lăng có hết đây quý bạn nhé. Đấy, sang số thể thao trên vô lăng này, ở cái model 2015 này thì đầy đủ là sang số thể thao trên vô lăng rồi, từ điều hòa tự động này, màn hình camera lùi. Đấy, đầy đủ luôn quý bạn nhé. Từ những cái táp lô này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, điều hòa tự động này, cụm điều khiển này. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Cửa nóc đây quý vị các bạn ạ. Đây, cửa nóc đầy đủ này. Từ những cái phần nỉ này, nỉ trần này, cho đến những cái phần nhựa này đều rất là mới đây quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Cửa nóc này, tôi mở cho quý bạn xem cửa nóc này. Đấy, cửa nóc auto một chạm. Đấy, mở ra rồi, ngồi rất là thoáng. Thời tiết mà râm mát là cứ mở cái cửa nóc ra cho nó thoáng quý bạn nha. Đóng lại này. Đấy, cửa nóc. Rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi lại tạm thời tắt cái điện đi, tôi ra tôi giới thiệu tiếp cho quý vị các bạn về những cái phần còn lại của chiếc xe nhé. Tôi sẽ giới thiệu rất chi tiết cho quý vị và các bạn để khách hàng nào ở xa mà chưa có thời gian qua cửa hàng chúng tôi xem trực tiếp thì xem qua video thì cũng có thể đánh giá được cái chất lượng cho chiếc xe Mazda 3 2015 này nhé. Đấy, đây là cái cốp sau này, tôi mở cốp sau nhé. Cốp sau này, từ những cái phần keo chỉ này,
còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đó. Keo chỉ nguyên bản này. Tất cả keo chỉ nguyên bản này, ốc cốp sau này. Đó, còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên hết luôn quý vị bạn ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Từ những cái phần nỉ sàn của cái cốp sau này cũng đều rất là mới đây nhé. Trong đây là đồ nghề kích này. Đấy, rất là đẹp này. Lốp sơ cua quý vị bạn nhé. Đây là cái phần lốp sơ cua này. Lốp sơ cua cũng còn rất là mới, rất là dày đây quý bạn ạ. Cũng gọi là chớm hạ tí thôi. Lốp sơ cua gọi là chớm hạ thôi quý bạn ạ. Chưa dùng nhiều đâu. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Một chiếc xe Mazda 3 2015. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía sau bên phụ này, từ những cái phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ còn nguyên này. Ốc bản lề cánh cửa phía sau này quý vị bạn nhé. Đấy, còn nguyên luôn này. Đấy, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Nội thất này, nội thất phía sau, từ những cái phần trần, nỉ trần này, cho đến những cái phần nhựa này. Đấy, rồi đến những cái phần da ở phía sau này đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Nội thất da nguyên bản của xe đây quý bạn nhé. Với những chiếc xe 2014, 2015, kể cả những chiếc xe 2016, nhiều xe phải bọc lại ghế rồi cơ. Nhưng đây cái ghế này là ghế còn nguyên bản đấy quý bạn này. Ghế còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý bạn cùng xem. Cũng đã được bấm tay để mở cửa đây quý bạn nhé. Đó. Và cái phần keo chỉ cũng như vậy ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên hết này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên này. Rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Từ táp lô táp bi. Đấy, rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Toàn bộ về chiếc xe này đều rất là mới, rất là đẹp này. Tem của nhà sản xuất đây quý bạn này. Phiên bản này, Mazda 3 AT, tức là số tự động đấy quý bạn nhé. Phiên bản này 1.5 số tự động. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Và nội thất thì cũng rất là mới rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị và bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn cho quý vị và bạn cùng tôi xem về cái phần ốc cabo nào. Đây là cái phần ốc cabo còn nguyên bản quý vị và bạn nhé. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản luôn này. Đấy, keo chỉ cabo là còn nguyên bản luôn quý vị và bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Đấy, điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Cho nên là còn nguyên bản như này đấy ạ. Đấy. Với chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp qua loa đi một chút rồi quý bạn ạ. Cơ bản là chỉ có dọn dẹp qua loa thôi. Vì là chiếc xe này cái động cơ nó cũng đã đẹp sẵn rồi. Ít nữa mà quý vị và các bạn qua cửa hàng tôi xem, có thể tôi cho quý bạn xem là cái động cơ này tôi mua, tôi chụp ở nhà chủ xe nó cũng đã đẹp gần như thế này rồi quý bạn ạ. Đấy. Từ những cái ốc chân máy này còn nguyên luôn quý vị bạn nhé. Ốc chân máy này, ốc mặt máy các thứ là còn nguyên đây quý bạn này. Tôi mở hẳn nắp ra cho quý bạn xem này. Đấy, ốc chân máy đây quý bạn nhé, còn nguyên chưa vết tháo này. Ốc mặt máy này cũng còn nguyên hết này. Đấy, quý vị các bạn thấy không, tất cả những con ốc ở trong đây đều là còn nguyên hết luôn quý bạn ạ. Đấy, và động cơ rất là đẹp. Chạy có 7 vạn km thôi quý bạn nhé. Nếu như chạy ít, chạy chuẩn đồng hồ, chạy chuẩn thì nó đẹp như này là cái điều đương nhiên quý bạn ạ. Còn nếu như đồng hồ mà ít mà động cơ không được đẹp, không được sáng như thế này nữa thì chắc chắn một điều là chiếc xe đã chạy nhiều rồi. Đấy, rất là đẹp đây. Từ những cái ốc trong này cũng còn nguyên này. Ốc chân cabo còn nguyên này. Ốc giảm sóc này cũng còn nguyên hết này. Chưa có một con ốc nào tháo ra ở trong cái khoang này quý bạn ạ. Đấy, chưa có một con ốc nào tháo quý bạn nhé. Còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Đấy, động cơ thì mới và sáng như này đây quý bạn này. Nếu như chạy nhiều
thì là cái máy nó rất là thâm quý vị và các bạn ạ. Nhìn về cái máy, nếu như quý vị và các bạn đi mua xe ô tô cũ ấy, có thời gian thì quý vị và các bạn nên xem một vài con sẽ để quý vị và các bạn so sánh được, là biết được là nó chạy nhiều hay chạy ít quý vị và các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì rất là mới, rất là đẹp rồi quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, về chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 448 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 model 2015 tên tư nhân biển Hà Nội chạy 7 vạn này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và bạn hãy like clip hay đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.